2. Chào các bạn. Chúng ta tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về các thuật ngữ về mạng phần 3 nhé. Thật ra có rất nhiều thuật ngữ, nhưng ở đây mình chỉ nêu những thuật ngữ phổ biến và cơ bản thôi nhé. Video này lý thuyết là chủ yếu. Mọi người cố gắng xem hết nha. Sự khác nhau trong các chế độ hoạt động vô tuyến của router và AP. Hầu hết những router vô tuyến hoạt động như một điểm truy cập cho các client, ngoại trừ một số chế độ vô tuyến khác được thêm vào có thể được sử dụng để mở rộng phạm vi, đưa nhiều router trên AP vào mạng hoặc làm cầu kết nối các phần mạng với nhau. Dưới đây là tóm tắt những của những chế độ khác nhau và ý nghĩa của chúng. Chế độ AP, đây là chế độ xác lập mặc định, chung nhất cho các router vô tuyến, cũng được gọi là chế độ infrastructure. Router của bạn sẽ hoạt động như một điểm kết nối trung tâm, nơi mà những client vô tuyến có thể kết nối tới. Chế độ client, phía giao diện vô tuyến được sử dụng để kết nối ra Internet, tức là cổng WAN tương tự như một client kết nối tới một điểm truy cập từ xa. NAT hoặc định tuyến được thực hiện giữa WAN và LAN giống như chế độ router hoặc gateway thông thường. Sử dụng chế độ này nếu kết nối Internet của bạn được cung cấp bởi một access point ở xa và bạn muốn kết nối một mạng con của bạn vào nó. Chế độ Client Bridge, phía giao diện vô tuyến được sử dụng để kết nối phần mạng LAN của router tới một access point ở xa. Mạng LAN và access point ở xa sẽ trong cùng mạng con, đây được gọi là cầu liên kết giữa hai phần mạng. Phía WAN của router thì không được sử dụng và có thể bị vô hiệu hóa. Sử dụng chế độ này để làm router hoạt động như là một WLAN adapter cho một thiết bị được kết nối tới một cổng LAN Ethernet. Chế độ repeater, một repeater WLAN không phải là một kết nối dây về mặt vật lý tới bất kỳ phần nào đó của mạng. Thay vào đó, nó thu nhận tín hiệu vô tuyến từ một access point, thiết bị người dùng cuối hoặc một repeater khác và thực hiện phát lại frame. Điều này làm cho một repeater có thể được đặt giữa một access point và một user ở xa để hoạt động, như một bộ chuyển tiếp frame chuyển qua lại giữa user và access point. Chế độ repeater bridge, một cầu liên kết vô tuyến wireless bridge kết nối hai phần mạng LAN với nhau bởi một đường liên kết vô tuyến. Hai phần mạng này thuộc cùng mạng con và giống như hai chuyển mạch Ethernet được kết nối bởi một đường dây cáp tới tất cả máy tính trên mạng con. Vì các máy tính là trên cùng mạng con, nên việc quảng bá từ một access point sẽ đi đến tất cả các máy tính. Các trạm client để ở chế độ nhận DHCP thuộc phần mạng này có thể nhận địa chỉ IP từ một DHCP server trong phần mạng khác. Chế độ ADH, đây là chế độ kết nối vô tuyến ngang hàng peer-to-peer. Những client hoạt động trong chế độ ADH có thể kết nối trực tiếp với nhau mà không yêu cầu cần phải thông qua một access point trung tâm. Sự khác nhau giữa một access point và một router vô tuyến. Một access point là một bộ phát và thu vô tuyến được sử dụng rộng rãi, hầu hết để làm cầu liên kết mạng vô tuyến và mạng có dây. Nó có thể chỉ cung cấp một giao diện hoặc cổng thông tin cho các thiết bị client không dây kết nối với mạng LAN hiện tại của bạn. Một router dây thì có nhiều chức năng, cho phép nhiều client kết nối Internet bằng cách cấp phát các địa chỉ IP nội bộ, có khả năng NAT và thường gồm một switch tích hợp. Nó định tuyến lưu lượng giữa hai mạng khác nhau, thường là Internet ở phía WAN và mạng nội bộ của bạn phía mạng LAN. Một bộ định tuyến không dây hay router vô tuyến thì có cả các chức năng của một router và access point trong một thiết bị chỉnh thể duy nhất. Độ lợi anten là gì? Độ lợi anten là một giá trị bi, nó là tỷ số cường độ bức xạ của anten theo một hướng cụ thể so với việc nó bức xạ các tín hiệu đồng đều theo tất cả các hướng. Khi một anten nhận hoặc truyền tín hiệu, nó được tập trung vào một hướng hoặc một phía nhất định và thu hẹp vùng phủ sóng, bởi vậy tăng cường tín hiệu trong một vùng hẹp, đó gọi là độ lợi. Ngay cả khi anten bức xạ ra mọi hướng trên một mặt phẳng cụ thể, chẳng hạn như một anten đẳng hướng cũng có độ lợi bởi vì chúng làm giảm việc truyền tín hiệu đáng kể trên mặt phẳng thẳng đứng. Decibel là gì? Một decibel dB là một đơn vị đo lường tín hiệu vô tuyến chuẩn. Nó là một số logarit với mức cường độ tín hiệu sẽ tăng gấp đôi khi cộng thêm 3 dB hoặc giảm một nữa khi trừ đi 3 dB. Access point là gì? Access point, điểm truy cập, là một bộ thu phát kết nối các user người dùng không dây với một mạng nội bộ như một mạng WLAN, wireless LAN hoặc một mạng dây cố định thông qua một kết nối Ethernet. Những user di động có thể kết nối tới một access point trong phạm vi được xác định thông qua việc gửi và nhận dữ liệu với access point trong khu vực đó. Đôi khi access point được gọi là một trạm gốc. Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn các khái niệm cơ bản về thuật ngữ về mạng. Hy vọng qua những thông tin này, bạn sẽ nắm bắt các thuật ngữ này nhé.
Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ video của mình để nhiều người biết đến nhé. Và cuối cùng, các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.